Sáng ngày 15 tháng 7, ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn Biển Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, Quảng Nam cho biết, một con cá voi với chiều dài khoảng 4 mét xuất hiện lặn rồi ngôi lên mặt biển ở vùng biển Cù Lao Chàm. Theo đó, vào khoảng 7 giờ 50 phút sáng ngày 15 tháng 7, các cán bộ của Ban Quản lý Khu Bảo tồn Biển Cù Lao Chàm đang làm việc nhiệm vụ tuần tra thì phát hiện con cá màu đen di chuyển và ngôi lên mặt biển ở khu vực Hòn Dài thuộc đảo Cù Lao Chàm. Chỉ trong vòng 5 phút, lực lượng tuần tra thấy con cá có chiều dài khoảng 4 mét này ngụp lặn rồi ngôi lên mặt biển 3 lần. Theo nhận định của các chuyên gia, đây là loài cá voi. Vì cá voi xuất hiện trong khu bảo tồn biển là điều rất đáng vui mừng cho khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm. Điều này cũng cho thấy môi trường vùng biển thuộc khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm đang được bảo tồn tốt. Hệ sinh thái ở đây chắc chắn hết sức đa dạng, ông Vũ nói. Theo ông Vũ, không riêng gì cá voi mà vùng biển Cù Lao Chàm cá heo cũng tìm về thường xuyên.